Xin chào tất cả mọi người. Hiện tại bây giờ là đang là 6 giờ sáng mọi người nhé. Đấy, hôm nay thì thời tiết có mưa nhỏ. Mình vừa tranh thủ để cắt những cái cây giống canh chiết sung Mỹ ở đây mọi người này. Đấy, mọi người thấy là hiện tại là mình đã cắt được xong rồi. Thì trước khi gửi cho khách là mình sẽ tiến hành xử lý những cái lá này mọi người nhé. Tức là bây giờ là bắt buộc là mình sẽ cắt lá này. Đầu tiên là mình sẽ cắt lá. Đấy. Sau đó là chúng ta sẽ cắt quả để cây nó đỡ mất sức trong cái quá trình mà vận chuyển cho khách. Đây là những cái cây bầu chiết nhé, đã ra rễ đảm bảo rồi nhé. Đấy. Cây thì đều đang mang quả, cây mè đều đang mang quả, thậm chí ở đây nó có những cái quả mà ra đang chín nhé. Công việc mình sáng hôm nay đó là sẽ tiến hành nha, cắt xử lý và đóng hàng trước khi là gửi hàng qua bưu cục cho khách. Đây là cái dòng súng thuần chủng đã trồng ở Việt Nam rất là lâu rồi. Cây này thì nó gần như là nó thích nghi với mọi điều kiện khí hậu Việt Nam, có cái tán lá dày thùy hình răng cưa mọi người nhé. Như nó cái loài này thì nó không sẻ thùy, năm thùy hay là ba thùy như những cái dòng súng khác, mà nó sẽ thùy hình răng cưa như thế này này. Đấy, thùy hình răng cưa nhỏ thế này, giống thì rất là khỏe, từ thân từ gốc cho tới ngọn là khi ra là nó trải rất là nhiều luôn. Đấy, mọi người có thể thấy những cái cây như thế này. Đây, đây là một trong những cái cành chiết mà đang cho trái rất là nhiều này. Đấy. Lá rất là to, cái tán lá của nó là phải to gấp đôi cái bàn tay này, gấp đôi gấp ba bàn tay của mình. Đấy. Thì sáng hôm nay thì mình sẽ tiến hành mình cắt tỉa để trước khi đóng thùng. Anh chị em và bà con có nhu cầu mua cây giống sung Mỹ thì cứ inbox cho mình nhé. Mình sẽ liên hệ với các bạn, hoặc mọi người có thể liên hệ qua số điện thoại 0377 841 339, hoặc số 0702 567 999 nhé. Đấy. Đấy, mình sẽ cung cấp cây giống sung Mỹ cho tất cả mọi người.